Ong quanh khu vực này thì cái cây này nó khá là to và có vài chục tổ ong ở trên đấy các bác. Tranh thủ trong thời gian mà khai thác mật ong rừng thì em Cương sẽ ghi hình lại cho bác cùng theo dõi được chi tiết hơn. Phía trước kia là cái cây có nhiều tổ ong đấy các bác. Cái gì chú? Đá này cũng tóc vàng, tập đi gì nữa. Ơ, đùa đâu đi đi. Này, ong ánh như thế này cơ mà. Cạo nó ra đi đi, này. Đây đây, này. Để cho bật đèn đi xem nào. Đây nha, cạo đây. Nó ra đi nhá. Này, ra tay đi nhá, này. Ơ, sao lạ thế nhỉ? Đấy. Chú nhặt ở đâu này? Ở đây đấy. Nhưng mối mặt trên có nhỉ? Chú lật, lật mặt dưới này. Mặt dưới không? Có mà dưới cũng có này. Đây thì này, cạo ra luôn nhá này. Này. Không biết vàng hay bạc. Cạo ra được đi đi. Chú thử đập ra là khét thật này. Quá nhiều luôn đây nha, cạo ra nhá. Này. Này. Ừ. Đây, ra thành miếng đây, đây nhá. Này. Ừ, ánh nhỉ. Đây đi. À, cái này á. Vâng. Có hòn đá nó bạc bạc bóng. Ừ. Không phải cát, không phải cát mà trơn cực kỳ luôn. Đúng rồi, không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Trơn ác luôn nhá. Không phải đâu bà, không phải. Đây bạch kim ấy. Thì ông cứ lên trước đi, ông lên trước vào màn đi, không lát nữa. Con làm là ông nó xuống. Ừ. Từ hướng dưới này thì không nhìn thấy tổ đâu các bạn. Ở đây thì chúng em đã trăng những cái màn để tránh cho ong nó vào nha các bạn. Có cái khăn quàng cổ ngon đấy nhỉ. Vâng. Chú lên trên này à, mặc bảo hộ rồi mới tiến hành bắt được các bạn. Này ông đi xem trực tiếp nhỉ? Hôm nay xem trực tiếp. Ừ. Đây rồi, nhìn thấy đây rồi. 68 tổ, 3 tổ bỏ đi còn 65 ông ạ. Anh Khôi đang san nền nhé các bạn. Bố đây là của chị Trang, chị Giang mọi hôm mà. Chính là bố của chị Đại đây. Bố đẻ của tớ đấy. Này. Cái cành cây kia. Buộc từ cái cành kia, kia xuống đây, bắt cái mặt rộng ra cho nước ra xuống. Em buộc cái này. Nó cao lên á. Nó cao lên, em đứng từ đây em nhìn một phát. Không phải nghĩ gì luôn. Nó bùng cái dưới lên để ong. Đây 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 đây. Đây đủ gia đình. À, chồng của chị Giang nhá các bạn. Hôm nay thì đi trực tiếp cùng vợ khai thác mật ong rừng. Thế này thôi, chỉ cần chỗ đã kéo này thôi con ơi. Không, này. Anh Lam. Nhưng mà ở đằng này là buộc. Bây giờ thì em Cương sẽ cùng các anh chị chuẩn bị công tác lên khai thác mật ong rừng các bác nhé. Thank you.
cán bộ lên một đinh từ dám mắm ở cành cây đấy, cành cây năm trước các bác đang khai thác là đóng là sẵn một này. Đang kéo xoa ra chú. Em vừa lên đến chỗ mặt cả luôn. Tất cả đang kéo xoa lên. Cây thủng nó nã đấy, nóng quá rồi các bạn. Ta không nhìn thấy đường. Tại thì bác Dế đã lên đến nơi. Đây thì cây này cũng khá là mệt đấy. Nhưng mà lên thì anh em sẽ nghỉ ngơi và thay nhau bắt nha các bác. Mỗi người bắt 2-3 tổ mệt rồi lại nghỉ là người tiếp theo bắt. Các bác, một tổ ong rất là to. Dạ. Một tí đang mắt. Bỏ nhộng ra, à cái nhộng đấy còn đâu mà ra rồi bỏ đi. Này nó làm toàn bộ là cái phần mật ở bên trên nha các bạn, là cái nhộng của nó phía dưới thì nó cũng khá là già rồi, anh em phải bỏ vớt đi lấy cái phần vừa nãy dòng cái kia qua trên không dòng. Ôi trời ơi, từ ông ấy nhấc qua trên, ông nhấc qua trên cái ống ấy không phải ra đâu. Nhấc qua trên được không? Trên rồi.
Bình tĩnh nhá, bình tĩnh nhá. Có giữ được không đây? Bảo ngay rồi là vật như thế này đi, không vật. Từ đầu không ông phân không bắt qua trên à? Bắt lên trên cơ. Tôi cho lên đây đi. Không được đâu. Tám đang cố gắng bật sang bên kia, vừa nãy bị lộn dây các bạn. Thả nó sao được? Bây giờ ông bật sang bên nào ông đi? Thả ông ấy, ông móc dây bảo hiểm vào đi. Nếu mà thả cơ, trong tí nó vật vào người chú bây giờ. Thứ tư bảo bên dưới đây đi. Kéo căng đây, bên dưới kéo căng đây. Cái ông ấy không thể buộc nổi rồi. Bên dưới kéo căng chú ơi, bên dưới kéo căng. Bên dưới kéo căng. Chú thắt dây an toàn vào bên dưới kéo căng. Căng dây bên dưới kéo căng dây lên. Căng dây lên. Từ từ từ. Được rồi, chú buộc buộc dây bảo hiểm vào chú ơi. Tí nó vẳng vào người đấy. Kéo căng dây lên, bên dưới kéo căng dây lên. Bên dưới kéo căng dây lên. Kéo căng dây lên để thả ông không giữ được rồi. Kéo căng dây lên. Có trụ được không? Có trụ được lên này không? Thả ra nhá. Ủa thả đi. Rồi thả đi. Nhiều quá. May mà còn được ấy. Từ từ để cho nó hết trong này ra. Cắt nhiều mật thế này ông nào kiểu này chết đấy. Bây giờ thì em sẽ kéo dây lên và chuẩn bị mắt tiếp ở bên cạnh nha các bác ơi. Tổ thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay. Trên cây này mà bụi sổ đông đông lút lút các bạn. Xong tổ này lại chú ý cho ong dế bắt tiếp. Yeah.
luôn. Dây ông ơi, kéo lưỡi đây. Xuống ơi, xuống ơi, bỏ hết móc ra đây nhá. Cháu thả tay ra đây ông ơi, cháu thả ra đây. Úi giời, khiếp thật, bảo mà to thế. Thắp xuống, thắp xuống. Đuổi quân bên ngoài đi đã. Đuổi quân bên ngoài đi anh ơi. Bạn em đang thì cắt ở bên trên đi nha các bạn. Sao nó dại thế, ôi dồi ôi. Ôi, phải đẩy thạ ra chứ. Vừa rơi mất lửa cùng mặt rồi các bạn. Dễ vừa làm rơi mất ra
lửa bò mật khoảng độ 5 đến 7 kg đấy. Căng dây lên anh ơi. Ui giời, bắt lên hàm em nhột quá. Đã là muộn rồi, anh em đang thì tranh thủ đi giải lao, ăn cơm uống nước đấy các bạn. Nóng lực lắm. Khi mà trèo ra những cái cành xa ấy.